nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách bay con Flycam Mavic Air. Thì mình nói qua một chút là lý do tại sao mình chọn Mavic Air. Thứ nhất là tại vì nó nhỏ gọn. Phải thừa nhận là nó rất nhỏ gọn luôn. Nó chỉ có đây. Một khiển này. Với cả một máy với cả pin. Mình thì mình mua từ hôm trung thu năm vừa rồi, thì hôm mình mua ở Tokyo Cam thì giá của bản combo này là 20.5. Thì như lúc đầu mình nói là mình chọn Mavic Air tại vì nó nhỏ gọn. Nếu mà so với Phantom thì việc mang vác rất là cồng kềnh. Tại vì cái nhu cầu của mình về hình ảnh với cả quay video thì Mavic Air thì nó đáp ứng được nhu cầu của mình. Còn tất nhiên là tùy sở thích của mỗi người. Nhiều người người ta thích to, khỏe. Nhưng mà mình thích nhỏ gọn. Nhỏ có võ chẳng hạn. Rồi, ok. Đấy, như mọi người thấy là sẽ có hai pin nhá. Đây. Và đây là điều khiển. Ở đây. Đây là con Mavic Air. Đây là khi mình đã mở hộp nha mọi người thấy nha. Đây mình sẽ nói qua một tẹo. Đây là hai cái càng này. Đấy. Khi bay thì chúng ta sẽ gạt nó ra. Đấy. Kiểm tra cánh nhá. Cánh ok. Và một điều chắc chắn là mọi người nhớ để ý là mọi người phải kiểm tra trước khi quay nhé. Đây, tháo cái này ra. Đây, tháo cái này ra. Cái cam này. Và pin. Pin mọi người lưu ý một tẹo là mọi người ấn đây nhé. Đây này. Mọi người để xuống như này. Nó có cái lẫy ở đây. Cọc một phát thế là được nhá, chứ đừng có ấn lỏng tay là không ổn đâu, rất là nguy hiểm. Đặt xuống. Và còn người mọi người trước khi đặt vào pin vào máy, mọi người nhớ kiểm tra pin. Mọi người ấn một phát nếu mà muốn đèn sáng như này. Đây. Hiển thị cái mức pin còn. Giờ đến bước lắp điều khiển nhá. Đây mọi người bẻ nó ra. Đây là cái dây kết nối này. Khi mua máy ấy, thì nó sẽ có kèm dây micro USB này. Type-C với cả Lightning cho Android với cả iPhone. Mình thì dùng Android và vẫn còn. Đấy nhá. Mọi người nhớ gạt cái này ra nhá. Đấy. Nhớ để ở một góc khoảng 3 độ đấy. Đó, ok. Sau mọi người sẽ lắp điện thoại vào. Ok. Thế này là xong nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu bật máy. Đây mọi người ấn một lần, xong là ấn. Đó, ấn khoảng 2 giây nữa cho cái này nó chạy 1 2 3 4 đèn. Thế là nó kêu là xong. Ở trong máy thì mọi người cài đặt cái phần mềm DigiGo 4 nhá.
chọn vào thôi. Xong là long tài khoản của mình vào. Ở đây thì mình đã cài đặt sẵn rồi. Đây. Mavie. Đấy, để bây giờ mình bật máy nhá. Bật máy thì cũng giống bật khiển thôi. Đây. Ấn một lần, xong lại ấn lì. Đó. Đấy, cái cam của nó đây. Đây là ở tùy vào từng sản phẩm nhá. Ví dụ ở Mavie thì nó có cảm biến đằng trước này, cảm biến ở dưới bụng này, cảm biến đằng sau này. Đấy, cảm biến sau, cảm biến dưới bụng, cảm biến đằng trước. Đó. Mọi người có thấy cam không? Đấy. Đây là cái chống rung 30 ấy. Đấy. Đúng rồi mọi người. Đấy. Chưa? Đặt xuống. Đặt tôi này ra. Rồi. Rồi. Ở đây nhá thì các bạn ấn Go 2. Đó. Rồi ok. Rồi ở cái khiển này nhá, mọi người sẽ thấy đây. Ở đây có nút tròn này, đây là nút quay này, còn bên này là chụp ảnh này. Đây. Đây cái nút này nha mọi người này. Đây cái nút spot này. Đó. Các bạn hiểu nôm na là khi bạn đặt cái nút spot này sang thì tốc độ flycam của bạn nó sẽ cao hơn, nhưng mà đánh đổi lại là cái cảm biến nó sẽ không hoạt động. Đó. Ở trên màn hình, nhưng mà GPS của mọi người sẽ được đã được khoảng hơn 10 rồi. Mai sẽ an toàn đây. Đây nhá, các bạn muốn gạt hai nút chéo này nhá. Đó. Take off. Đấy các bạn thấy chưa? Để bây giờ di chuyển cho máy bay lên. Thì chúng ta sẽ ấn lên nhá. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho máy bay lên nhá. Rồi các bạn nhớ nhá, khi đây các bạn sẽ gạt cần này. Cái bên trái này nhá, đây là phím lên này. Đấy, xuống này. Đây là sang trái, à quên sang phải. Đây là sang trái nhá. Còn nút bên này sẽ là tiến lên, lùi lại. Đó. Mọi người lưu ý nhá là cái này này, cái phím này này, cái điều khiển bên trái này nhá. Đấy, mình quay tròn này. Quay tròn. Các bạn nhớ là quay tròn này. Đó. Còn một điều nữa các bạn lưu ý nhá, ở đây này nó có một nút xoay này. Đấy. Các bạn xoay lên sang bên này, tức là cái góc ấy, cái góc bây giờ nó sẽ quay như này. Đấy. Lên xuống này nha mọi người nha. Đây, đúng này. Đây nha. Tí quên nói cái vấn đề này về các bạn nhá. Đây, Mavie này, nó có bốn cánh như này nhá. Đấy. Với hai cái cánh trên này thì các bạn chỉ cần cụp vào, cụp ra, cụp vào. Ok. Nhưng mà với cái này, này các bạn bẻ chéo xuống nhá. Bẻ xuống. Đấy. Như này. Bẻ xuống như này. Đấy. Khi mà gập vào thì các bạn phải gập cái cánh trên này trước. Đấy. Xong là gập cái cánh này sau. Còn khi mở ra các bạn lại mở cái cánh dưới trước. Đấy. Đây, ok nhá. Rồi. Xin chào nhá.